Mai tiếp nha, tức là khi mà cắt lá xong ấy thì bắn dây poligai vào nhá. Đây đang bắn dây poligai đây. Thế này. Nhìn này, kẹp cái này đây này. Được rồi, này kẹp dưới cặp trên. Kẹp hai mặt nhá, lấy kìm kẹp hai mặt nhá. Để cho cái này, cái dù nó vào cái mũi lại cong lên này. Đúng rồi đấy, kẹp hai mặt. Còn mặt trên của nó là vẫn cái phẳng đét như này này. Rồi. Kẹp cái sóng ở dưới này này, nhìn cái kìm này, nhìn miệng kìm này. Rồi, kẹp, đấy, co cái dây lên đấy. Rồi, chuẩn đấy. Vít thì bắn một bên thôi anh nhỉ? Đúng rồi, vít lấy mặt phẳng này thì bắn một bên thôi. Vít bắn hai bên thì cái đầu đinh kia nó giấu ở đâu? Đinh nó sẽ giấu vào đây này, nhìn đây này, nhìn chỗ này, đây này, cái cụ này. Vâng. Đấy, bóp lên. Công nghệ này là của khác của Oceania, nó của Đức. Thực ra là cách đây về tầm này năm ngoái là nhiều bộ cửa sai ấy, là phải chuyển đi chuyển lại. Chứ còn gì nữa. Không xử lý ở công trường như này được. Nói chung là nếu như mà chuyển đi lên Lào Cai là 500.000 một cước đi, xong 500.000 cước về. Xong rồi xong mới lại độ tháo ra mới sửa được 500.000 nữa. Thế là 1.500.000 bộ cửa. Mẹ đây mẹ công nghệ này là công nghệ này giảm bớt tiền vận chuyển, còn giá thành sửa chữa thì nó như nhau. Nào ông bắn đi ông ạ. Cái vận chuyển là một chuyện, còn cái tiến độ. Đấy. Tức là chuyển đi chuyển lại, thời gian tiến độ. Thế mà có cái chủ nhà nó còn xem ngày rồi, nó còn vít để bắn lại như này nhá. Mấy phân nhỉ? Vít này vít chuyên dụng. Vít chuyên dụng này nhá. Một phân. Vít có gen. Vít có gen một phân. Vít là của gen nhưng mà. Video 2 nhá. Alo. Đẹp như mới. Nó như nhau mà, như mới được mà. Có cái là anh ấy làm mất công thôi. Cửa này là cũng dày dặn đấy. À, 07 đấy. Dày nhất rồi. Phải làm một cái video này bởi vì ở cái một số là tỉnh Quảng Ninh ấy, ví dụ như là vừa rồi là anh em là đo cũng nhầm rồi cũng sai. Xong rồi bảo là em mới chuyển về cho anh cái, bảo thôi anh cắt ở nơi được, mà lúc mình không có để hướng dẫn nên là quay cái như này để anh em xem được. Kỹ thuật mình sẽ biết mùa góc chải là gì. Còn cái này tôi còn chắc về này, mẹ mình thông báo là cứ 10 phút quay là 200. Đó. Vâng. Anh chắc về này. Không, mình cho đi thì mình sẽ càng tốt nhờ, nhưng mà có thể nhận hay không nó không quan trọng, nhưng mà vấn đề là nó sẽ nhàn cho mình. Mình cho đi cái này thì sẽ nhàn, anh em đo nhầm đo sai thì sẽ tự xử, không phải điện cho mình nữa đấy anh ạ. Bọn anh là mẹ mất, bọn anh là phải mất bao nhiêu thời gian để nghiên cứu cho ăn học đấy, nó mới ra sáng chế. Bọn em chỉ có học qua về đây là bọn em đang chấp đề 200.000 người phút quay là 1